Nhân dịp Xuân Mậu Tuất đang về, tôi xin kính chúc quý khán giả của FBNC cũng như toàn thể quý nhà đầu tư một năm mới an khang, thịnh vượng và tràn đầy sức khỏe. Với những nền tảng để lại của 2017, tôi tin rằng năm 2018 sẽ là một năm đầu tư cực kỳ thành công, tiếp nối 2017. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý khán giả rất nhiều.